Giai đoạn khoảng trống miễn dịch từ 6 tháng đến 3 tuổi, trẻ rất dễ bị tấn công bởi vi khuẩn, virus và các nguyên nhân khác. Trẻ thường xuyên mắc các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, tái đi tái lại nhiều lần khiến phụ huynh lo lắng. Nhập khẩu từ châu Âu và phân phối tại hơn 20 quốc gia, Sirocan là giải pháp tối ưu tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Sirocan chứa hàm lượng beta-glucan cao tinh khiết, chiết xuất từ nấm sò tự nhiên, kết hợp cùng vitamin C, sản xuất qua một quy trình công nghệ được cấp bằng sáng chế. Sirocan tăng đề kháng cho bé theo 3 cơ chế. 1. Tác động trực tiếp lên hệ miễn dịch. 2. Kích thích hệ miễn dịch đang bị suy yếu bằng cách tăng số lượng các tế bào hệ thống miễn dịch và kích thích kháng thể hoạt động. 3. Kiểm soát điều hòa hệ miễn dịch quá mẫn, nhờ đó giúp chống lại các phản ứng như viêm, dị ứng. Sirocan được chứng minh lâm sàng giúp giảm tần suất nhiễm trùng hô hấp lên đến 50%, giảm tần suất mắc các bệnh đường hô hấp cấp tính, giảm tỷ lệ trẻ bé hơn 5 tuổi mắc nhiễm trùng hô hấp dưới, giảm tần suất mắc các bệnh đường hô hấp do virus, giảm thiểu các tác dụng phụ trong tiêm phòng như sốt, nhức đầu, phản ứng dị ứng. Sirocan vinh dự đạt giải vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2020, năm 2021 và được phân phối tại hơn 10.000 nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc, siêu thị mẹ bé trên toàn quốc. Hàng nghìn mẹ thông thái đã tin chọn Sirocan cho sức khỏe bé yêu. Sirocan, đề kháng vững vàng, sẵn sàng khôn lớn.